nghìn đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, nhà bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn mang nhiều ý nghĩa về không gian sống cho cả nhà. Mọi thứ đều mang năng lượng, cho nên việc sắp xếp lại đồ nội thất, đồ trang trí và các thiết bị trong nhà bếp đều có thể tác động đến tất cả các mặt trong cuộc sống của bạn. Từ sự nghiệp đến hôn nhân của gia chủ, các chuyên gia phong thủy tiết lộ, chẳng cần tìm thấy phong thủy, chỉ cần lén thực hiện điều đơn giản này trong nhà bếp, ngay lập tức phong thủy sẽ được cải thiện, gia chủ đổi đời giàu sang phú quý, may mắn ngập tràn. Để biết mẹo phong thủy nhà bếp này là gì, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. 1. Để ý tới những gì cần ưu tiên và những gì cần loại bỏ. Trong nhà bếp, tính hiệu quả là chìa khóa cho mọi vấn đề. Bạn muốn năng lượng di chuyển thông suốt từ tủ để đồ tới để bếp nướng mà không mất một nhịp nào thì phải để ý tới cách bố trí đồ vật trong phòng. Tuy nhiên, có thể nói cách tổ chức sắp xếp vị trí bếp hiện nay giữa các gia đình hiện hoàn toàn khác biệt và thường là phù hợp với phong thủy. Bếp là nơi ưu tiên cho việc nấu nướng. Đừng xem đây là nơi lưu trữ những sản phẩm tái chế khi cất giữ những chai lọ đầy bụi mà bạn chưa biết khi nào mới dùng tới. Năng lượng sẽ không thể lưu thông dễ dàng khi bạn vẫn đang tích trữ những đồ vật này trong nhà. Vì thế, mẹo phong thủy cho nhà bếp đầu tiên là cần nhận ra những gì ưu tiên được để trong nhà bếp và những gì cần loại bỏ đi. 2. Bạn dễ dàng nhận ra rằng màu sắc thường thấy ở nhà bếp là màu trắng ngà hoặc màu be. Những gam màu sáng mang lại cảm giác sạch sẽ và đây cũng là màu sắc phong thủy lý tưởng cho nhà bếp. Nếu nhà bếp của bạn không có màu sắc này thì cần cân nhắc thêm. Gợi ý để bạn có thể thay đổi màu sắc trung tính, xanh, vàng sáng hoặc màu xám nhạt. Ngoài ra, những người muốn ăn kiêng cũng có thể xem xét màu xanh vì nó tạo cho bạn cảm giác không quá thèm ăn. 3. Dọn dẹp tủ lạnh. Nhà bếp là nơi chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng cho cả gia đình nên các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người rằng nên nghiêm khắc hơn khi nghĩ tới việc cần bỏ những gì vào tủ lạnh. Mẹo phong thủy cho nhà bếp đó là vứt bỏ bất kỳ thực phẩm hết hạn hoặc bị hư hỏng. Đây đều là điều ai cũng biết nên làm nhưng họ sẽ không thường làm ngay lập tức vì nhiều gia đình quá bận rộn, dồn nên nhiều đồ ăn bị lãng quên trong tủ một cách thời gian dài. Giữ thực phẩm bị héo úa quá thời hạn sử dụng có thể phản ánh tiêu cực đến sức khỏe của bạn và cả gia đình, nên có lịch trình kiểm tra tủ lạnh thường xuyên để ăn uống cho hợp lý và tránh để quên đồ trong tủ quá lâu làm ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như phong thủy trong nhà bếp của bạn. 4. Tránh để đồ đạc lộn xộn. Một khi bạn đã rõ ràng về ưu tiên của bạn đối với phong thủy nhà bếp cũng là lúc bạn dành thời gian để loại bỏ bất kỳ những đồ vật không cần thiết. Đừng quên thử kiểm tra những đồ vật trong tủ và ngăn kéo và vứt bỏ đi những đồ vật không sử dụng. Những đồ cũ và bị hỏng thu hút năng lượng xấu và chiếm diện tích không cần thiết trong nhà. Sau khi dọn dẹp, hãy sắp xếp đồ đạc một cách ngăn nắp, gọn gàng, từ nơi dụng cụ để đồ tới nồi niêu, song chảo. Vừa đẹp mắt lại vừa hỗ trợ cho năng lượng mà bạn được lưu thông thuận lợi và không quên nhắc nhở các thành viên vị trí để từng đồ vật để tránh trường hợp người này để lộn xộn, người kia phải xếp lại. 5. Kiểm tra vị trí của bếp. Vị trí của bếp là tối quan trọng trong phong thủy vì ảnh hưởng tới sự giàu có, thịnh vượng của gia đình. Bếp nên để ở vị trí sao cho khi đứng nấu không bị quay lưng ra cửa mà có thể nhìn thẳng ra cửa bếp hoặc lối ra vào. Đó là vị trí đẹp để người nấu ăn cảm thấy an toàn vì khi không thể nhìn thấy những gì trước mắt, có thể họ sẽ cảm giác có bất an hay giật mình, căng thẳng và cảm xúc tiêu cực này sẽ được những người thưởng thức đồ ăn cảm nhận được. Khi đó họ không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Nếu không thể sắp xếp lại vị trí của bếp, hãy thử treo một tấm gương phản chiếu hình ảnh cửa ra vào. Có như vậy người đứng nấu mới cảm thấy an tâm hơn và không còn cảm giác bất an. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia phong thủy thì cây cảnh có khả năng cải thiện đáng kể tới phong thủy ngôi nhà, giúp vận khí trong nhà thăng tiến như diều gặp gió, gia chủ gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là nếu quý vị muốn tăng cường năng lượng tốt trong bếp, xua đuổi những điều không may, đi xa thì đừng quên đặt đúng những loại cây may mắn này. Vậy đó là những loại cây phong thủy nào? Xin mời quý vị, chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Cây ngải cứu. Cây ngải cứu là một trong những vị thuốc dân gian đã được người Việt sử dụng từ trước đến nay. Hơn nữa, nó còn là thực phẩm thân thuộc, giúp đem lại nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe.
Quen thuộc là vậy nhưng ít ai biết sử dụng nó để đặt trong nhà bếp. Bên cạnh những công dụng được nêu trên, cây ngải cứu còn có tính năng khử mùi hôi trong không khí cực kỳ tốt. Vào những ngày mưa, gió, còn có thể trừ khử mùi ẩm mốc và các loại côn trùng, ruồi muỗi gây hại cho con người với mức giá cực kỳ thấp. Chắc chắn nó sẽ là một gợi ý mà bạn không thể bỏ lỡ. 2. Cây bạc hà. Bạc hà cũng là một loại cây trồng trong nhà bếp quen thuộc. Nó là gia vị không còn xa lạ đối với nhiều người yêu thích nấu nướng. Mùi hương từ những chiếc lá toát ra không những giúp bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái mà còn giúp loại bỏ những mùi hôi nhanh chóng và hiệu quả. Các loại vi khuẩn trong không khí cũng được tiêu diệt một cách đáng kể. Lá bạc hà có màu xanh tươi mát, tượng trưng cho hành mộc, trong khi nhà bếp lại là biểu tượng của hành hỏa. Dựa theo thuyết ngũ hành, mộc sinh hỏa tạo nên công dụng giữ lửa cho toàn bộ căn nhà, đem đến sự ấm cúng sum vầy. 3. Cây húng quế. Khi muốn trồng cây xanh trong nhà bếp, bạn không nên bỏ qua húng quế. Đây cũng là một loại thuốc trong đông y với công dụng làm gia vị cho các món ăn thêm phần hấp dẫn và chữa được một số căn bệnh thông thường như cảm mạo, lợi tiểu, khó tiêu, giảm tiết mồ hôi. Không những vậy, với mùi hương đặc trưng của mình, húng quế còn có khả năng trừ khử mùi hôi trong nhà bếp, cực kỳ hiệu quả về giá trị phong thủy. Cây húng quế có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với mỗi gia chủ, nó giúp đem đến sự may mắn, phát tài, phát lộc. Nhưng bạn nên chọn những loại húng quế dài, bản to, thân cao thẳng thay vì những loại tròn, thân nhỏ bé. 4. Là cây hương thảo. Cây hương thảo là cây trồng trong nhà bếp hợp phong thủy, thân cây mọc thẳng đứng, lá nhỏ và dài khá giống với chiếc đũa. Hoa của nó có màu tím và mùi hương thơm ngát. Nó cũng là một loại gia vị không thể thiếu trong những món ăn được chế biến bằng cách nướng, giúp tăng hương vị cho món ăn. Trồng một chậu cây này trong nhà bếp sẽ giúp bạn loại bỏ được mùi hôi khó chịu và xua đuổi côn trùng một cách hiệu quả. Vậy bạn có biết gì về mặt phong thủy của nó biểu tượng cho điều gì hay không? Cây hương thảo là biểu tượng cho sự trung thành, luôn hướng về nhau. Đặt trong nhà sẽ giúp cho các thành viên gia đình thêm yêu thương, hòa thuận với nhau hơn. 5. Là cây dương xỉ. Thông thường sẽ có nhiều người nghĩ rằng cây dương xỉ là loại cây dại và nó không có lợi ích gì. Nhưng trên thực tế, trang trí cây cảnh trong nhà bếp bằng một chậu dương xỉ nhỏ nhắn là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời cho các chị em chưa biết trồng cây xanh trong nhà bếp loại nào để trông bắt mắt hơn. Nếu như bạn hỏi một cái gì hút mùi của phòng bếp tốt nhất, chúng tôi chắc chắn với bạn rằng dương xỉ phải đứng đầu danh sách này vì khả năng khử mùi khói vượt trội và khí carbonic độc hại. Rác thải hôi thối của nó với toàn bộ những công dụng của dương xỉ, nó được coi như loại cây khử mùi nhà bếp tốt nhất và là loại cây trang trí gian bếp một cách phù hợp nhất. 6. Là cây nha đam. Khi kể đến các loại cây trồng trong nhà bếp thì không thể nào bỏ lỡ nha đam. Nó có khả năng hấp thụ các loại khí độc trong không khí như là C2, SO2 khiến cho nguồn không khí trở nên trong lành hơn nhiều. Còn về mặt phong thủy, nha đam giúp đem đến cho gia chủ và các thành viên trong gia đình tài lộc, sự may mắn, được quý nhân phù trợ. Chỉ cần đặt một chậu nha đam nhỏ nhắn nơi gian bếp ấm cúng thì sẽ giúp bạn xử lý được rất nhiều vấn đề. Quý vị thân mến, hy vọng là qua video ngày hôm nay, quý vị sẽ chọn được những loại cây phong thủy nhà bếp ưng ý, giúp loại bỏ được mùi hôi và hợp phong thủy nhất. Bên cạnh đó đừng quên những mẹo phong thủy nhà bếp, chỉ điều chỉnh một chút cũng có thể thu hút tài lộc rất tốt. Chúc quý vị có không gian nhà bếp thoải mái, ấm cúng và nhiều may mắn. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video và chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.